tú eres bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel. Ôi, sao có thằng VIP 8 thế này, level 100 nữa. Rồi ơi. Thế eo nào. Rồi, ấy rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AKM mới. Nó gọi là đồng bộ với nhau đấy, là một bộ. Rồi, 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 ngon này, ngon này. What? Vậy lơ. Để, không sao, không sao. Và chế độ này là chế độ đấu đơn nha các bạn. Rồi, đấu đơn ngắm VIP, ngắm đấu đơn về thế loại sniper. Mình bắn rất là gà. Trong phòng này có thằng VIP 8 này level 100 nữa thì chắc là mình sẽ tiêu đời thôi. Ê, làm gì? Ê giời, ngon. Rồi thằng này nữa. Cái dòng AKM mình bắn không có quen các bạn ạ. Mình thích bắn 3Z hơn. Đường đạn nó vừa chuẩn này, đam to này. Nói chung là mình thích bắn 3Z hơn vì 3Z bắn rất là dễ. Còn mình không không thích cái dòng AKM. Mình bắn rất là gà nên mình không bắn cái dòng này rất là cùi. Các bạn xem clip của mình nếu thấy bắn dở thì các bạn cũng hiểu rằng là mình thằng rất là bắn rất là gà về dòng sniper. Rồi. Ê giới. Vãi hàng. Trúng không chết kìa. Rồi. Ê. Lại tiếp tục một pha một lốp rất là tuyệt vời. Double kill. Rồi, thiên nhiên này làm gì? Rồi, đấu với 3Z. Rồi, mình nghĩ là mình không ăn thằng này rồi. Ê giời. Bắn tên không chết kìa. Holy shit. Mình lâu rồi mình chưa có chơi dòng sniper. Nên bắn rất là xuống tay rồi. Không có còn như trước nữa đâu. Trước mình bắn 3Z bắn rất là tốt. Này thì móc này ngon. Rồi đây, ngon. Hoa ngon. Rồi thanh niên này nữa, 3 kill nào. 3 kill. Ui vãi, trời ơi. Thiếu 1 giây nữa là mình ăn nó rồi. Holy shit. Fuck you. Đây. Ui vãi, bắn dưới chân là đam rất là bé các bạn. Các bạn nên bắn từ phía giữa người trở lên là có thể kill được. Vừa lờ, toàn bị móc lốp các bạn ạ. Mấy thanh niên toàn chơi móc lốp. Khiếp. Rồi, đây thì móc lốp. Tiếp tục. Đấy rồi ơi. Ê giời. Đáng nhẽ mình ăn hai con. Rồi cuối cùng mình cũng ăn 2 con thôi. Rồi, ngon. Double kill. Tiếp tục. Mình sẽ cố gắng lấy tốt. Không biết là được hay không, mình nghĩ là không được đâu. Vì có thằng VIP 8 mà cái level 100 của nó thì mình cũng khủng khiếp lắm rồi. Không ăn được. Rồi đôi khi là mình hên lắm rồi. Còn các bạn, nếu các bạn muốn múc khẩu này thì mình nghĩ là những bạn nào mà quen sniper thì các bạn múc thôi. Chứ còn mình nghĩ là các bạn nên múc 3Z thì tốt hơn. 3Z có thể đi zombie đam rất là to. Còn dòng AKM thì đam rất là bé. Này thì không nhìn. Ui. Này thì không nhìn. Ý trời ơi. Mình gặp thằng này là thua các bạn ạ. Không có thể bắn hơn nó được. 3Z bắn rất là tâm rất là chuẩn. Tâm rất là chuẩn. Rồi. Mình lại tiêu đời với em này rồi. Thôi. Sẽ cố gắng. Ăn được đấy. Ăn được lên. Cố lên rồi. Trả thù. Ngon. Phải hết giờ rồi. Ngắn thế. Mình sẽ làm thêm một clip nữa nhá. Vẫn top à. Không biết là top hơn thằng kia không. Thằng kia không biết là kêu được mấy mạng rồi. Hóng xem. 18 chết 6 cũng được. Tạm. Vãi, ấn nhầm đi luôn rồi các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá. Vừa lơ thật. Rồi.
Thì chắc đến pha đấy thì mình cũng top 1 thì top 2 thôi. Nóng lòng xem quá mình ấn nhầm cái nó ra luôn. Vãi lờ. Để tiếp tục là một pha móc lốp. Thế thế nhiên sao không lòi đầu ra? Này thì không lòi đầu ra này. Đâu nữa? Để làm gì nhau? Để làm gì nhau? Đấy, ngon. Bắn ngu mà cũng ăn các bạn. Bắn ngu, trời ơi. Tâm thêm không giết, chết được nó kìa. Tâm thêm không giết được. Ê giời, quá tuyệt vời. Rồi, AFK. AFK. Quá tuyệt. Mình rất là thích bắn map này. Map này bắn là... bắn cái dòng sniper này bắn rất là quen, rất là đã. Còn bắn những map khác thì nó là không... không vui. Vì map này nó ngắm xa được. Map kia, những cái map kia toàn cứ lao vào cận chiến nhau bắn không có vui. Ê, ba thằng kiểu gì cũng phải ăn được một thằng. Ôi, vừa là... Đéo nào? Đéo ăn được thằng nào? Này thì ngắm AI này thì lao vào đây. Ôi, thiên nhiên tính móc lốp này. Rồi mình sẽ lên ăn thằng AFK. Rồi mình sẽ lên ăn AFK. Mấy cái thằng này chuyên môn phá AFK này. Rồi các bạn nếu thấy clip mình làm hay thì hãy cho mình một like và share cho mình nhé. Rồi thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và sắp tới thì mình sẽ phát sau mình 15.000 subscribe thì mình sẽ phát cái mã thẻ QQ. Mình sẽ để trong clip thì cách để lấy thì mình sẽ có clip để cho các bạn có thể hình dung được. Vì từ 15.000 subscribe về sau thì mình không biết là video nào. Mình ngẫu nhiên là mình cứ có tiền, có thẻ QQ là mình có thể để trong clip. Các bạn xem thì mình chỉ để 1 giây thôi. Thì hiện lên mã thẻ và mã pin thì các bạn có thể dừng clip lại và lấy thôi. Mình bỏ ngẫu nhiên. Mình thích là mình bỏ clip nào cũng được, không phải là bỏ liên tục đâu. Nên các bạn đừng có hóng vô vị thôi. Thì các bạn có thể cái mã thẻ này thì cũng trị giá cũng bình thường thôi, cũng tầm từ 2 tỷ thôi. Thì mình sẽ phát số lượng nhiều. Thì các bạn cố gắng và xem clip của mình. Thì những ai chỉ dành cho những ai mà xem clip của mình nhiều thì mới biết được cái mã thẻ đó chỗ nào thôi. Thì mình sẽ đặt ngẫu nhiên từ mình có thể đặt đoạn đầu và đặt đoạn cuối. Thì mỗi đoạn sẽ là mã pin và series. Thì mình đặt ngẫu nhiên vậy thôi, mình đặt 1 giây thôi. Nên các bạn có tour cỡ nào thì cũng không lấy được đâu. Không biết đoạn nào lấy đâu. Thì sẽ đặt ngẫu nhiên. Clip này mình đặt và từ 15.000 subscribe về sau thì mình sẽ có thể là mình phát luôn trong clip. Thì các bạn xem thì các bạn mới biết được nha. Chứ mình không đăng, không nói gì nữa. Không có cần nói cái gì nữa. Các bạn chỉ việc xem và thấy thì lấy và nạp thôi. Thì chỉ dành cho những ai mà chuyên mà theo dõi clip của mình vậy thôi. Thì coi như là tặng cho các bạn xem clip của mình. Thế sao chết rồi. Thì ui vơ lơ, cái nhắm đằng kia. Rồi 15 kill. Rồi bắn mình bắn cũng gà gà thôi. Bắn luyện một hồi thì bắn cũng khá ở mức là bắn được. Chứ không có phải gọi là bro. Nếu mà vào phòng bro thì mình nghĩ là mình sẽ không ăn được kill nào đâu. Cao lắm là 5 đến 10 kill là cao nhất. Đó, bà Z bắn là nguy hiểm nha các bạn. Mình không ăn nổi đâu. Ây giời, ngon. Rồi, thì chắc là hết giờ rồi. Ê, mấy tên niên chơi cận chiến kìa. Vãi lờ. Một mạng nữa. Rồi, khá thằng này. Thằng này rớt xuống này. Rồi, vãi lờ.
Mình sẽ kết thúc clip tại đây, các bạn xem nhớ like và xem mạnh cái clip của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn, tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip lần sau. Vâng, bye bye.